Rồi, chào các bạn. Hôm nay là 6 tháng 4 ha, 2020. Hôm nay thì Cang có việc bận đi tỉnh, cho nên là không có nấu cơm mà là mua bánh mì tặng cho cô chú. Một ổ bánh mì với lại chai nước suối. Dạ. Mỗi người chỉ có ổ bánh mì thôi à, với lại chai nước suối. Từ từ đừng có chen coi, ăn có phần hết á. Cách xa rồi, cách xa ra xíu đi. Dạ, đừng đứng cách xa nhau, ai cũng có phần mà. Dịch bệnh nguy hiểm lắm. Bữa nay Cang bận rồi, không có nấu cơm, mua bánh mì thôi. Cho ông không lấy trước đi. Rồi ông kia ông lấy tới 2 bộ luôn hả trời. Đâu máu đỏ đó. Ê, nhà ở đây nè. Nhà ở đâu đây chứ đâu. Nghĩ đâu, có thấy rõ không đó. Biết khùng rồi nè. Xếp hàng ăn có phần không? Cách xa ra chứ đi chú. Ông nói ông xin dài, cuối cùng ông mang luôn. Ở phía bên đây bà già ăn, rút cuộc có bị tích á. Có ăn 2 cái thôi, thấy rõ không? Từ từ, ăn có phần hết, đứng dần dần thôi vậy á. Mấy cô đứng cách xa nhau nha. Nhìn mặt nha, uống mấy ai cho nó cái lại đấy. Cho đủ cho đi trời. 100 phần là hết rồi. Bữa nãy có điếm không vậy? 100 phần hả? Chuối là vì rồi, một ổ bánh mì, một chai nước suối. Đó. Đúng là ăn cơm chỉ ngon hơn. Mấy cô đánh đứng cách xa nhau ra, đừng có đứng gần nhau quá, không có tốt đâu. Dạ. Giãn khoảng cách với nhau. Mày à, cứ bù vô. Cách xa 1 mét đi. Thì diễn diễn tí xíu đi. Chắc cho chú đó thùng mì nha, mình vô anh nhớ hôm qua chú cho chú này á, cho chú này thùng mì, dạ. Cho chú này thùng mì đi, thấy
Để tặng cho Trần hả? Tặng Trần cho luôn con bị. Tu lớn tuổi quá rồi. Có bé thì có bài dạ có. Cái bài dạ là 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 cái mai cô lại đi, bữa nay đâu có đâu, ngày mai là của ngày mai cô. Bộ cái bị lì á. Thì câu đó cầm thanh, để chỉ sửa cho xe xe là của cô nữa. Đi mì dậu anh đi. Để chỉ sửa hả? Bộ gì, muốn thao gì gì. Nãy cô gửi con phần rồi đúng không? Gửi rồi. Một người một phần à. Một người một phần à. Bữa nay không có nấu cơm, bữa nay chỉ có bánh mì thôi hả? À. Ngày mai cô lại đi có một phần khác. Của ngày mai là ngày mai cô ơi, còn bữa hôm nay là hôm nay. Dạ. Hôm nay có ông cho tôi tắm đi. Hôm nay cô ấy chưa? Chưa, tôi mới lại nè. Dạ. À, mới lần đầu tiên hôm nay đâu có đâu. Rồi, ổ bánh mì rồi. Biết dạ. Nghe người ta nói mới lại. Dạ rồi, còn chai nước suối nữa nè. Hả? Hả? Nước suối nữa cô. Ủa đưa cô cho. Dạ, rồi. Cái bè này để mình tháo lại liền lại cô tháo lộn sợi. Con tôi đây. Kệ đi. À. Lại quay lại. Bữa nay có 100 phần bánh mì với 100 chai nước suối à, phát không đủ cô ơi. À, đứng đây hoài khổ ghê. Mày bị cái gì vậy? Thấy càng cũng cho mà. Mấy ngày này chợ đỡ mơ chú. Sáng giờ không có cuốc xe nào. À dạ. Sáng giờ không động. Dạ. Bánh mì kỳ đấy. Tại không có tiền. À rồi mai quay lại. Đúng rồi.
Hôm qua như chưa cho chú này mì rồi phải, cho luôn cho rồi. Hôm qua có cho chú mì chưa? Rồi hả? Rồi rồi thôi ha. Dạ. Nói chung bánh mì nó cũng nhanh đói á. Mẹ lấy rồi mà đúng không? Mẹ lấy rồi không? Có gì ngày mai quay lại đi. Ngày mai quay lại con đôi cưới được chút rồi. Có một tay xin. Dạ. Thì biết là họ sẽ lấy rồi không? Mẹ lấy rồi ngày mai cứ quay lại nữa đây là đôi cưới. Có bánh mì không à, thì có cơm nữa. Cho nó cái này không phải coi. Cái này không phải mì rồi. Cái này là bữa nay là chỉ bánh mì với lại nước suối thôi cô. Ngày mai mới có cơm á. Thì có giết dung mà. Có giết đâu đâu, giết mì đâu cô. Phùng mì. Không có giết phùng mì từ nào á. Có gì mấy cơm thôi. Lấy mì rồi lấy mì về. Có ai có mì cô? Có bánh mì nước suối thôi. Bánh mì với nước suối được rồi. Có lấy không? Bánh mì là tôi là chút chung thôi con hả? Cơm mà ngày mai mới là có. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Tôi ngày mai là 9, 11 giờ đây có cơm. Và cho một thùng mì. Rồi, còn khoảng độ 10 thùng mì. Tôi nghĩ là họ không có nhu cầu, thực tế là họ chỉ muốn đến đây lấy mì thôi. Gạo này chắc giờ không dám phát luôn đúng không? Giờ thôi để nấu cơm cho rồi đi. Nhớ chia mấy đứa cháu nghe con.
2020. Đem lên luôn. Một phần chị bán cho chai nước ngọt cái chị. Tặng anh luôn. Một công 62, 1062 ký. Ủa có giảm tiền điện không anh? Có giảm chứ, tháng này giảm giá. À. Giảm 3 tháng. Giảm 3 tháng. Cảm ơn nhiều nha. Đông bánh mì không? Đông bánh mì ra cho chú hả? Dạ. Nhà nước giảm cho mình mà. Không sai lắm ha. Không sai lắm hò. Nấu cái sợi ra bẻ trong nè. Bởi vì giờ là sợi lè mà hò hò. Bữa nay chỉ có bánh mì với lại nước thôi, ngày mai có cơm chú hả? Mai quay lại nha. Dạ. Dạ. Oh, trời. Còn nước thì trả lương đi cho rồi. Thôi giờ ba gói luôn đi không sao đâu. Đổ coi, đổ coi. Một con phanh cái lỗi chỉ liệu vô lỗ rồi. Dư, mình có tới 10 thùng luôn. Ê, mình có tới 10 thùng luôn không sao đâu. Quay kẹo cái một con phanh. Ừ. Tại có tới 10 thùng mì luôn. Mì tôm ba miền, mì chua cay. Cái mì để nhà mình cũng ăn nè. Hết bánh mì rồi, hết bánh mì rồi, hết phát hơn 100 phần rồi. Mai 9-10 giờ quay lại là có phiếu. Ngày mai là của ngày mai cô ơi, ngày mai là phiếu của ngày mai. Mày mai mới có, mai mới có cơm, mai mới có cơm rồi. Năm cưới mày là chín giờ mới cưới đi, mà mày phải cơm nha. Nãy cổ có phiếu cho cổ tìm gói cho rồi. 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 Này con đi xíu thôi. Ngày mai, ngày mai, để ngày mai. Để ngày mai bài bà lấy cho con ha. Dạ rồi, coi mang đưa bà cho. Ba lấy thì lấy cho con làm nha. Dạ rồi. Cảm ơn con nhiều. Dạ.
Cho chú tìm gói nữa đi. Cô sạch rồi. Thấy cô này cho 5 gói luôn cho rồi. Thấy cô chậm chậm sao. Là cái phiếu nãy là bánh mì đó, dạ. Gì đây? Gì phàn nữa trời. Ủa nãy cô lấy rồi mà. Hồi nãy cô có lấy rồi. Không, mì báo nãy lấy rồi, cái này là mì. Không, cái bánh mì lấy rồi chưa? Lấy rồi thôi. Tại cái này chỉ dành cho những người nào không có bánh mì thôi. Ây da. Nãy cô đó có lấy rồi, mình nhớ mặt mà. Thấy chua. Chắc cho cổ 3 gói rồi. Không có phiếu hả? Rồi, nó đông lắm mà thấy chưa? À, bây giờ chỉ dành cho những người có phiếu thôi, đã quá giờ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.